tiểu thuyết Mạc Giang và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 20: Những chiếc cầu cuối cùng. Cơn ho khúc khắc của bà kéo nàng về thực tế. Chúng ta sắp đổi ngựa trạm để tiếp tục đi chứ, thưa bà? Cô hỏi, hay là chúng ta dừng lại đây? Chúng ta dừng lại, bà. Ta mệt rồi, ta cần nghỉ ngơi một chút, em cũng vậy. Họ vào thành phố đúng lúc người lính truyền tin mang thư tín vừa dừng lại trạm khi ra khỏi một trận báo tuyết và vượt qua cầu gỗ trên dòng nước màu xanh lục và củng cố bằng một con nước đầy bờ dốc. Và khi chiếc xe trượt vào những con đường hẹp của thành phố cổ buôn bán, Marianne có cảm giác mình đang chìm vào thời Trung Cổ. Một thời Trung Cổ bằng gạch đỏ, xây những căn nhà cao nhô ra, có cột nhọn và nhà đứng gỗ trệt. Những ngõ hẻm tối tăm như họng nuôi. Đây đó ở khúc quanh một con đường, nhiều nhà thờ cao màu đỏ kiểu Gothic quy hoàng hiện lên như từ bóng đêm của thời gian. Trừ ra vài cung điện kiến trúc thế kỷ 15 hay thế kỷ 17, tuyên bố sự giàu có của thành phố, nhưng dân cư ít ỏi mà người ta gặp không phải là lính Pháp, Đức, Ba Lan hay Hà Lan của đội quân phục tùng tướng Campredon, chỉ có vẻ mặt u ám và dáng vẻ khiêm tốn không hòa hợp với vẻ đẹp của bà hoàng phương Bắc này. Họ cảm nhận có sự gượng ép, tức giận, nhu cầu tách biệt. Khi chiếc xe đến dọc theo bể nước của cảng bên bờ cổ những ngôi nhà cao, nơi gió gầm rú, 4 giờ đã điểm trên chiếc chuông của tòa thị chính hùng tráng mà gác chuông gợi nhớ đến những đô thị ở Plunger. Đối diện với căn tòa, họ thấy một lữ quán với bảng hiệu mã vàng phủ tuyết và những ô cửa nhỏ bằng trông chai sang loan, có vẻ duyên dáng. Cánh cửa nhỏ mở ra không ngừng để nhường đường cho các thủy thủ mang ủng da hải cẩu hay những người lính bọc kính đến mắt. Những người ra khỏi quán đó hơn nhiều so với người đi vào. Chiếc xe đến khiến ông chủ quan xuất hiện ở cửa và một người hầu mang guốc cao như một ngọn tháp cúi người thật thấp trước các lữ quan ăn mặc đẹp như thế. Nhưng lúc Marianne đặt chân xuống đất chuẩn bị vào trong quan, nàng bị một tên quỷ đỏ cao lớn chèn lấn khi hắn đi ra, rõ ràng là sai, và thì thào tràn phối một bài hát ai nhĩ lan. Xin lỗi, người đàn ông nó cột và tranh ra một cách tế nhị, chưa ngại là người mà anh ta đắp dắp. Nhưng Marianne đã kinh hoàng nhận ra ông. Gret, nàng kêu lên. Gret O'Flaherty, ông làm quái gì ở đây? Ông sắp đi qua, nghe gọi tên mình, ông quay lại, dụi mắt như ai không thấy rõ và cố gắng thích nghi. Gret, thiếu phụ lặp lại, ngất ngây vì vui mừng. Là tôi, Marianne. Lập tức ông cúi xuống, nhặt một đấm tuyết và chà mạnh gương mặt và đôi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Thầy của Thánh Patrick, là thật rồi. Và gầm lên vui mừng, ông ôm lấy thiếu phụ, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất và ôm nàng một lát trên không, ở đầu cánh tay như một cô bé, trước khi đặt nàng hơi đột ngột và hôn nàng với cái hôn thật kêu. Chúa không thể nào, quá tuyệt vời, là cô ở đây người đẹp, tôi không dám tin nữa, nhưng đến đây vào trong quán rượu kẻ cướp này, lạnh quá và phải uống mừng chứ. Một lát sau, trong khi bạc do ông chủ hộ tống đã có một căn phòng khá đẹp hướng ra cảng, Marianne không bận tâm đến các nhóm lính và thủy thủ ngồi ở các bàn quanh họ để uống hay hút các tẩu dài bằng đất. Nàng ngồi với Gret gần lò sưởi lớn bằng sành trắng sưởi ấm như một lò thiêu. Người Ái Nhĩ Lan hét to gọi rượu mạnh. Tôi thích uống trà hơn, Marianne nói. Nhưng hãy nói nhanh, Gret. Ông ở đây một mình hay là ông đã tìm lại được ra sông? Ông liếc nhìn nàng nhanh nhảo không còn chút dâu dơ của cơn say. Tôi đã gặp ông ấy, ông nói ngắn gọn, bây giờ ông ấy đang ở trên tàu. Nhưng hãy nói với tôi về cô, nói một chút với tôi đi. Dĩ nhiên nàng không nghe ông, trái tim nàng bắt đầu đập như một chiếc còng điên cuồng trong lòng ngực và gò má nàng chai bóng. Cho nên nàng đã có lý, linh cảm của nàng đã không đánh lừa nàng, cũng như những giấc mơ mà nàng tưởng là ác mộng. Có gì đó chờ đợi nàng ở Dunsit, và điều gì đó chính là Jason. Nàng nắm lấy hai tay của Gret đặt trên bàn, trong khi người kia lục trong túi tìm ông tẩu. Tôi muốn gặp anh ấy ngay lập tức. Hãy nói với tôi anh ấy ở đâu, chiếc tàu đó tên gì. Nào bình tĩnh đã, cô sẽ gặp ông ấy. Nhưng vị chúa hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói hết với cô. Giả lại cũng không lâu. Chuyện đó thật vậy rất nhanh vì có ít chuyên để nói. Gret đã thành công không quá khó nhọc đến St. Petersburg nhờ cái tên cây lớp mà ông dơ ra như một tấm thông hành khi ông rơi vào tay lính Nga.
Điều đó cho phép ông lên đường bằng ngựa, còn được hộ tống vì ông phải đi xuyên những phòng tuyến của quân đội Wittgenstein để đến thủ đô Nga. Ở đó ông không khó khăn gì để tìm được nhà Krylov và dĩ nhiên Beaufort. Cả hai vẫn ở trong cung điện nhỏ bên bờ sông Neva cho đến khi có thể có được một chiếc tàu để rời khỏi Nga. Thật không dễ vì những chiếc tàu Nga không vượt qua các eo biển Bắc Âu nữa, từ đầu cuộc đối kháng với nước Pháp. Còn những chiếc tàu Anh hiếm hoi buông neo ở cảng không có vấn đề để giao cho họ một công dân Mỹ vì nước Anh và Hoa Kỳ đang có chiến tranh. Cuối cùng họ đã tìm được chỗ trên một chiếc tàu Thụy Điển. Đất nước nhờ trò chơi nước đôi của Thái tử Bernadotte thoát khỏi sự phong tỏa lục địa cũng như khó khăn với đế quốc Nga. Thuyền trưởng của chiếc Smarland đã đồng ý đưa Beaufort và O'Flaherty đến Anvers và dù bị Pháp chiếm đóng, họ sẽ dễ dàng lên tàu để về Hoa Kỳ. Đáng lẽ chúng tôi không ở đây, người Ái Nhĩ Lan kết luận, dừng lại ở Danzig vì có hư hại do bão mà chúng tôi đã gặp khi rời khỏi Königsberg. Tàu của chúng tôi, một cột buồm biển ấy, phải tìm chỗ ẩn nấp trong cảng này. Chúng tôi ở đây từ 3 ngày nay và trong khi họ sửa tàu, thì ông nghiên cứu các thức uống địa phương. Marianne vui vẻ kết luận, thật hoàn hảo, nhưng bây giờ hãy đưa tôi đến chỗ Jason. Tôi không muốn chờ lâu hơn nữa để gặp anh ấy. Xem nào, cô còn có thời gian mà. Hãy kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra với cô. Điều đó còn chờ được trong khi tôi không đợi được nữa. Ôi, Grant, hãy hiểu cho điều đó với tôi có nghĩa như thế nào. Phép lạ khiến chúng có mặt trong khi tôi không ngờ mình còn gặp anh ấy. Hãy thương tình một chút, hãy đưa tôi nhanh về với anh ấy. Ông thấy là tôi đang chết vì sốt rồi. Thật vậy, nàng không thể ngồi yên và để mặc món trà nóng mà người phục vụ mang đến. Nàng đã lao ra cửa. O'Flaherty buộc phải theo nàng. Ném một đồng tiền lên bàn, ông đi sau nàng với vẻ mặt bỗng chợt xa xăm. Có lẽ vì xoa dịu thuyết phục nếu nàng có thời gian để du ý. Nhưng nàng bị cuốn theo điều gì đó còn mạnh hơn nàng. Bởi một niềm vui mãnh liệt gần như điên loạn và trong khung cảnh xa lạ dây quanh nàng. Vô tư như ngọn gió đông băng trên má, nàng chỉ tìm một bóng dáng quen thuộc thân yêu trong tất cả. Không còn do dự gì nữa, chỉ là những lời hứa nửa vời với Napoleon, không còn gì ngoài tình yêu tìm lại được. Thậm chí không biết nàng đã đi đâu, chạy trên những mảng tuyết lạnh giá, giây lát lại suýt làm nàng té. Nàng lao dọc theo hải cảng mà một hoàng hôn màu đỏ tía trong giây lát sẽ biến thành màu tím. Grant đã nói đó là chiếc Smarland và nàng tìm một con tàu mang tên đó như một cột buồm gãy. Nàng muốn hét lên gọi tên Jason, thông báo cho anh biết trong âm gian đắc thắng rằng thời khắc họ sum họp mãi mãi cuối cùng đã đến. Vì sao nàng người ai nghĩ là hụt hơi thì thào, Marianne, Marianne, dì chúa hãy đợi tôi để tôi nói với cô. Nhưng nàng không nghe gì hết, nàng không thấy gì hết. Nàng chỉ còn bản năng, niềm vui đam mê và dưới niềm tự tin của một cây kim 500 cố chấp xoay về hướng Bắc. Nàng đi thẳng đến chiếc tàu mà nàng chưa bao giờ thấy. Bỗng nhiên, anh ở đó, người mà nàng đã yêu hơn chính mình. Nàng thấy anh bước xuống, bơi bước chân dài thư thái, tấm dáng nổi một con tàu lớn vào bến. Lúc đó tim nàng nổi vàng thành một tiếng kêu ngân vàng, mỗi hồi càng chiến thắng. Ra sông! Tiếng kêu này thu hút sự chú ý của người Mỹ. Chỉ cần một cái nhìn là anh nhận ra nàng với cái rùng mình ngạc nhiên. Họ gặp nhau dưới chân tấm dáng và Marianne vừa cười vừa khóc bổ vào ngực anh với nhiệt tình khi nàng suýt rơi xuống nước. Ra sông giữ nàng lại bằng bàn tay cương quyết. Nhưng như thể chỉ cách cơn thần kinh không xa. Nàng bám vào anh dịu dàng đẩy nàng ra nhưng không buông nàng. Em, anh kêu lên, thật là em sao? Một tia nước lạnh đột ngột rơi xuống niềm vui cháy bỏng của thiếu phụ. Có sự kinh hoàng trong điều anh vừa nói, gần như không tin chắc. Nhưng không phải là niềm vui thật sự, không phải tiếng thét mà nàng hy vọng. Nhưng đúng vậy, nàng nói thật nhỏ, đúng là em. Có phải anh tưởng là em đã chết? Không, dĩ nhiên không. Greg đã nói cho anh rằng em bình yên và em có thể gặp Napoleon. Anh ngạc nhiên vì anh không tưởng tượng có thể gặp em ở đây. Thật là không tin được. Chính nàng lùi ra để tạo cho khoảng cách giữa họ và để nhìn anh rõ hơn. Anh có giống như hình ảnh mà nàng còn giữ về anh không? Vẫn luôn là bóng dáng cao, vừa gầy vừa mạnh mẽ. Cùng một gương mặt có đường nét bị cáo, cũng là nước da sạm đăng quá sâu không bao giờ trắng lại được. Cùng nét mặt nhìn nghiêng của chim ưng, cùng đôi mắt rực lửa. Và tuy nhiên nàng bỗng có cảm giác trước mặt nàng. Một người khác, một người mà nàng không quen biết. Tại sao vậy?
do nếp nhăn cay đắng của cái miệng, do ánh mắt mệt mỏi, do điều gì đó xa vắng trong thái độ của Jason chăng? Như thể bỗng nhiên anh đã chọn ở một thế giới khác. Không ngừng nhìn anh chăm chú, nàng lắc đầu buồn bã. Thật khó tin, nàng lặp lại sau anh. Anh có lý là thật sự không tin nổi khi gặp nhau ở đây. Và hơn nữa là cuộc gặp gỡ này, anh đã không làm gì để có nó. Anh có một nụ cười nhạt hơi nhạo báng mà nàng từng rất yêu. Đừng nói chuyện ngu ngốc, sao anh có thể làm được? Giữa chúng ta có quân đội, những vùng đất mênh mông. Em ở Moscow và anh biết điều đó. Tại sao anh không trở lại? Tại sao anh không tìm em? Người đàn bà đã tính giết em, cô Sankala đó đã nói với chúng tôi trước khi chết. Anh đã đi với người bạn Krylov của anh, không quan tâm tới em nữa. Lúc đó anh không biết em ra sao, đơn độc lạc lõng trong thành phố bị kết án đó. Thế mà anh đã ra đi. Anh nhún vai mệt mỏi và ngọn lửa trong chốc lát trong đôi mắt xanh lam tắt ngấm. Anh không có lựa chọn, nhưng em có thể lựa chọn. Anh nghĩ em sẽ theo anh khi bọn cô sắc mang anh đi. Người ta không nói với anh điều gì đã ngăn cản em sao? Đột ngột quay đầu, nàng tìm Greg O'Flaherty. Khi thấy họ ở chung, đã dừng lại cách đó vài bước và bất động bên cạnh một đống thùng rỗng quan sát họ. Có, anh đã biết khi O'Flaherty gặp lại anh, nhưng anh rời khỏi Moscow, anh không biết. Anh đang nghĩ rằng Napoleon sắp đến và em đã chọn lựa. Chọn lựa, nàng nói cay đắng. Người ta có thể chọn không khi tất cả đều trái, đều sụp đổ, đều chết quanh mình. Em đã phải sống sót trước khi nghĩ đến chuyện em thích điều gì. Trong khi anh, đi nào, đừng ở đây, trời lạnh quá. Anh muốn nắm tay nàng để kéo nàng vào lữ quán. Nhưng nàng lùi lại một lần nữa và từ chối kết thúc câu nói vừa bắt đầu. Ở cạnh nhau giây lát, họ bước lặng lẽ. Mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Và Marianne cổ họng xe thắt nghĩ rằng, ngay cả ở trong tâm trí, họ cũng không gặp nhau nữa. Khi đến chỗ người Ái Di Lan, Jason dừng lại một lát. Tất cả đã sẵn sàng, anh nói khô khan. Chúng ta sẽ lên đường cùng với thủy triều, bão đã dịu. Greg ra hiệu rằng ông đã hiểu và trao cho thiếu phụ một nụ cười câm lặng. Nhưng nàng có thể đọc được sự tiếc nuối, một chút thương hại, rồi ông đi về phía chiếc Spark Lung. Lại im lặng, bị phá dở vì tiếng hát của ba người thủy thủ say mềm đang ra khỏi quan rượu. Marianne cố gắng dưới tấm lông thú đang che chở mình, kềm nén tiếng đập loạn nhịp của con tim. Có thể nói rằng trời còn lạnh hơn lúc nãy, dù gió đã yếu đi, nhưng nàng hiểu cơn lạnh đó ở trong lòng nàng. Tim nàng vừa đóng băng. Anh đi sao? Sau một lúc nàng nói, phải, tàu của bọn anh đã được sửa xong, và bọn anh mất quá nhiều thời gian. Nàng cười nhạt, anh có lý, thật vậy, anh đã mất nhiều thời gian. Anh có cảm nhận giọng điệu cay đắng đó không? Thình lình anh siết tay kéo nàng vào bóng tối một căn nhà, dưới một cánh cửa sâu nơi họ tương đối có thể tránh gió. Marianne, anh van nài, tại sao em nói vậy? Em biết rõ chuyện của chúng ta bây giờ. Em biết anh sẽ tham gia vào chiến tranh và anh không thuộc về mình nữa, rằng anh không còn tương lai. Thật vậy? Anh đã mất nhiều thời gian vì thời gian đó anh còn nợ đất nước mình đang chiến đấu. Em có nhớ không? Chúng ta đã thỏa thuận rằng em sẽ gặp anh sau này. Em quên hết rồi sao? Không, chính anh, em e rằng thế, đã quên hết, ngay cả em. Em điên rồi. Xem nào, anh không nhận ra một điều. Là từ lúc nãy anh không hề có ý hỏi em làm gì ở đây. Sao em thoát khỏi nơi đó? Đời em như thế nào? Không, điều đó không làm anh quan tâm. Greg, ông ấy đã hỏi em và em không trả lời ông ta vì em quá vội được gặp anh. Chỉ là Greg là một người bạn. Và anh là ai? Anh, nàng có một nụ cười nhạt buồn vô hạn, nhún vai. Anh là người đã từng yêu em và không còn yêu em nữa. Có chứ, anh thề rằng có, anh vẫn luôn yêu em. Lập tức anh tìm lại tình yêu nồng nhiệt, giọng điệu say đắm của những đêm trên những tấm nệm cứng của căn nhà trạm trên thảo nguyên hay trong rừng. Anh ôm chặt nàng trong tay để áp nàng vào người, và hơi thở nóng bỏng của anh chiếm lấy gương mặt thiếu phụ. Nhưng nàng không ôm anh, điều gì đó trong lòng nàng vẫn băng giá. Marianne, anh gian này, hãy nghe anh thề trên sự cứu rỗi của linh hồn mình rằng anh không ngừng yêu em, chỉ là anh không có quyền nữa. Quyền? À phải, em biết, chiến tranh, nàng mệt mỏi nói. Không, hãy nghe anh,
Và ai nói với anh rằng người ta có thể thoát khỏi định mệnh, anh sẽ nói rằng họ điên hoặc đang mơ. Những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm, chúng ta không bao giờ giải thoát được. Cậu phải loan gánh nặng đó khi Chúa muốn. Em và anh, vì chúng ta từng yêu nhau, chúng ta làm tất cả để phá vỡ định mệnh. Chúng ta chạy hết đầu này đến đầu kia thế giới. Nhưng dù có đi xa đến đâu, định mệnh vẫn tìm thấy chúng ta. Nó là kẻ mạnh nhất. Nhưng anh muốn nói gì? Định mệnh nào? Định mệnh của anh, Maria, số phận mà anh đã rèn lên một cách ngu ngốc xưa kia. Vì bực bội, ghen tuông, tức giận, vì mọi điều nếu em muốn. Dù rất điên rồ, nó đã gặp lại anh ở St. Petersburg, trong một thành phố, đối với những người Mỹ như anh, không gì khác hơn là một tràng cỏ tận đáy châu Phi. Anh đã nghĩ, em thấy đấy, khó để người họ Krylov nhận ra mình, những người bạn cũ của cha anh. Anh đã nghĩ rằng chắc họ đã quên rằng ở đâu đó có tồn tại người họ Beaufort cuối cùng. Thế nhưng em có biết anh tìm thấy gì khi đến nhà họ? Nàng ra hiểu rằng không, không thể nói vì màn mở đầu này làm cho nàng kinh hoàng một cách mơ hồ. Nàng cảm nhận nó giấu che điều gì đó kinh khủng, điều gì đó làm nàng rất đau. Và có lẽ để làm chịu bất cứ đánh mà ra sông hạ giống đến mức thì thầm. Anh đã gặp người con trai trẻ nhất của nhà Krylov, Dmitry. Cậu ấy vừa từ Mỹ về nơi cha cậu đến để biết chúng tôi ra sao rồi, để nối lại mối quan hệ có thể thú vị về mặt thương mại. Cậu ấy đã ở Charleston. Và rồi sao? Vợ bị lạ mà chúng ta nghĩ đã ra khỏi hẳn cuộc đời anh, chôn vùi trong một tu viện ở Tây Ban Nha. Bị lạ đã về nhà anh. Một cơn giận cuốn lấy Marianne. Định mở làm vậy sao? Người đàn bà khốn nạn đã làm tất cả để tống chồng mình đến đoạn đầu đài. Người đã xích giết nàng, vì thế mà anh tự dằn vặt. Vậy thì sao? Nàng kêu lên dữ tợn. Cô ta về thì có quan trọng gì? Đuổi cô ta đi. Còn anh không thể làm nữa, anh không có quyền. Cô ta trở về với một đứa bé, con của anh, một đứa con trai. À, Marianne không nói gì thêm nữa, chỉ làm dần điệu nhỏ, nhưng đau đớn, nhưng tàn nhẫn như một hơi thở cuối cùng. Ra sông có lý. Định mệnh tên mật thám già, không thương xót và đầy mưu mẹo, đã tìm thấy họ. Cuộc đấu tranh dai dẳng không thương tiếc chống lại hắn đã kết thúc. Sợ hãi thình lình thấy nàng bất động trong lòng mình. Ra sông gỡ vòng tay cúi xuống, muốn hôn lên đôi má lạnh giá. Đôi môi khép chặt nhưng áp tay lên ngực anh, nơi nàng đã mơ được ngủ hàng đêm trong đời. Nàng nhẹ nhàng đẩy anh ra, không nói gì. Lúc đó bỗng đau khổ như những đứa trẻ khi món đồ chơi yêu thích nhất vừa vỡ. Anh muốn ôm nàng vào lòng cuộn điên. Nói với anh điều gì đi, anh van em. Đừng giữ im lặng như vậy. Anh biết đã làm em đau lòng. Nhưng anh gian em. Nói đi em. Thật vậy, em biết đó. Anh yêu em, anh chỉ yêu em. Và anh sẽ đổi tất cả trên thế giới để có được thực hiện giấc mơ của chúng ta. Hãy nghe anh, không có gì buộc ta phải xa nhau ngay bây giờ. Tại sao không giành giật từ cuộc đời một chút hạnh phúc, một chút niềm vui? Anh có thể chết trong chiến tranh, chết xa em. Vậy hãy đi với anh, hãy để anh mang em đi trên con tàu sắp lên đường lúc rạng sáng. Đến ăn ve thì còn nhiều ngày nữa, nhiều đêm nữa. Hãy để anh yêu em đến cùng. Đừng từ chối món quà cuối cùng kỳ diệu này. Nàng cảm thấy cơn sốt xâm chiếm mình. Nàng cảm nhận rằng anh nói thật, anh chân thành. Anh thật sự mong muốn đi với nàng. Như anh nói, điều gì đó còn nhiều ngày, nhiều đêm ân ái, một chuỗi đam mê mà anh có lẽ không có can đảm cắt đứt vào phút cuối. Lúc đó, ở Anvers, có lẽ anh yêu cầu nàng theo anh qua đại dương đến đất nước của mình, nơi nàng có thể có cuộc sống trôn tránh, hy sinh một người tình. Và điều đó tượng trưng nhiều đêm say đắm. Nàng yêu anh thật nhiều, đó là sự cám dỗ khủng khiếp. Nàng quá đau khổ để có lẽ xin nhượng bộ, để mình bị cuốn đi. Nhưng bỗng nhiên, ba gương mặt xuất hiện trong tâm trí nàng. Gương mặt kiêu kỳ và nhão báng của cha nàng. Gương mặt đẹp huy hoàng và đau đớn của Corrado. Và gương mặt nhỏ xíu và dịu dàng của một em bé tóc nâu đang ngủ. Và Marianne yếu đuối, Marianne tuyệt vọng, Marianne người tình say đắm lùi xa, bị xua đuổi bởi một Marianne Dasena vào buổi tối hôn lễ đầu tiên. Đã bị danh dự của mình rút kiếm hạ gục trên sàn nhà Stanton Hall. Người đàn ông mà nàng đã yêu là cô Marianne. Cũng tối hôm đó đã đuổi ra sông Beaufort, nàng không thể là người nào khác. Cương quyết lần này,
nàng đẩy anh ra, ra khỏi cánh cổng và để gió lạnh thổi phồng trang phục của mình. Đang bao dây cơ thể mình như một ngọn roi, siết chặt bằng hai tay tấm khăn tròn lông cáo đen, nàng ngẩng đầu kiêu hãnh, lần cuối nhấn sâu đôi đồng tử xanh lục vào ánh mắt van nài của người đàn ông mà nàng bỏ rơi và không xứng đáng để nàng phải sống thấp hèn. Không, ra xong, nàng nghiêm túc nói, em cũng vậy, em có một đứa con trai và em là công nương Santana. Đêm đã đến, không quay lại, Maria đi về phía lữ quán đang chiếu sáng trong bóng tối, như một ngọn đèn tàu, như một ngọn hải đăng trong cơn bão đã nhấn chìm tình yêu của nàng.